Rồi, bút bạc. Bút bạc này các bạn này, đầu này nó mạ bạc này, thì mình sẽ trà nhẹ nhàng khắp trên mặt da này. Mình có thể trà khắp mặt, rồi trên tay, trên chân, trên dọc hai bên cột sống, trên cổ gáy, trên toàn thân người. Tóm lại là trà trên mặt da, trên toàn thân. Nếu mà trà trên da mà nó cái vùng trà này nó đen như nhọ nhồi ấy, tức là nó đang thải độc, thì mình sẽ lấy giấy khô mình lau nó đi, sau đó mình trà tại cái vùng đấy 3 lần liên tiếp, rồi lấy giấy khô lau đi, hôm sau mình lại trà tiếp. Đó, đây là cái mặt đuôi của cái cây bút bạc này. Sau đó mình rút nó ra này, rút mạnh ra. Nhiều người không biết là cứ cầm tháo nó ra như này, cầm tháo nó ra như này đó, thì bên trong nó chả có cái gì cả. Đó, bên trong chả có gì cả, nhiều người không biết mà. Thế thì mình không không xoáy, bên trong nó không có gì đâu, mà mình gì mình phải rút mạnh nó ra, mạnh ra. Thì cái đầu này là đầu giò bạc, thì mình dùng cái đầu giò bạc để mình day ấn huyệt trên mặt hoặc day trên thân, trên người, hoặc cũng có thể dùng đầu cái giò bạc này để mình gạch khắp mặt. Đấy, gạch khắp mặt thay cho cây giò của Diện Trần. Đấy, hoặc là day ấn huyệt, hoặc là đánh giải cảm. Đấy, thì cái đầu này khi mà bị trúng gió, bị cảm ấy, đầu này cũng giống như cái đầu này, nó cũng đánh cái vùng đấy, nó cũng đen xì. Sau đó mình cũng lấy giấy khô để mình lau đi. Đây là cây bút bạc dùng trong Diện Trần.